Tại Đại học Đại Nam, chúng tôi không chỉ tôn trọng mong muốn của bạn, mà còn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình đó. Bạn mơ ước trở thành bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trong tương lai. Bạn khao khát dùng kiến thức và tình yêu của mình để đem tới những giá trị tốt hơn cho cộng đồng, để cải thiện sức khỏe cho mọi người, để đem đến cơ hội sống thứ hai cho những người đang gặp khó khăn. Hãy lắng nghe bản thân mình. Chúng tôi tin tưởng ở bạn và sẵn sàng cùng bạn bắt đầu hành trình bất cứ lúc nào. Đại học Đại Nam, học để thay đổi.